đang cùng theo dõi bản tin của kênh tin tức mới 365. Với đội ngũ biên tập viên năng động và linh hoạt, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nhanh nhất về những vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính sẽ có trong bản tin của ngày hôm nay. Ông Nguyễn Viết Dũng, thôi làm đại biểu dân là lời xin lỗi chân thành nhất. Doanh nghiệp bức xúc vì tín dụng đen quấy nhiễu. Người cha thấy con trai đã mất tới đòi tiền công ty Alibaba. Sẽ có vào cứu sinh cho trái phiếu doanh nghiệp. Ông Nguyễn Viết Dũng, thôi làm đại biểu dân là lời xin lỗi chân thành nhất. Thưa quý vị, tôi thành thật xin lỗi chị N.A.L, gia đình chị, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Chỉ một chút nóng giận, không kiềm chế được bản thân mà tôi đã có hành động đáng trách. Tôi thành thật xin lỗi. Vâng thưa quý vị, đó là những lời mà ông Nguyễn Viết Dũng, người đánh nữ Candy trên sân golf. Ông Nguyễn Viết Dũng có kể lại như sau. Trong lúc cửa cái, do bức xúc, tôi đã đập cây gậy golf phát bóng sượt qua nón của chị L, hướng xuống dưới đất khiến cây gậy golf bị gãy làm đôi và bật lại, dẫn đến chị L bị thương nhẹ phần mềm ở vùng mặt. Gậy đánh vào người hay gậy đánh xuống đất nên bị gãy cũng được, trúng lưng hay đụng nhẹ phần mềm ở vùng mặt cũng được. Dù là chuyện gì xảy ra thì bản chất cũng là ông Nguyễn Viết Dũng đã đánh người lao động đang phục vụ ông chơi golf. Chưa kể, có thể có dấu hiệu xúc phạm danh dự và nhân phẩm của nhân viên này. Ông Nguyễn Viết Dũng tường trình rằng, tôi cũng dặn người nhà tạo điều kiện tối đa để cho chị N.A.L. chụp chiếu kiểm tra sức khỏe trong điều kiện tốt nhất và lo toàn bộ viện phí cho chị L. Rất ghi nhận sự lo lắng của ông Nguyễn Viết Dũng đối với sức khỏe của nhân viên này, người nhân viên mà ông đã đánh. Nhưng xin hỏi không có cú phang gậy của ông thì làm sao cô nhân viên này lại nhập viện được? Ông không lo thì ai vào đó mà lo thay ông? Sự việc rành rành ông cũng không trốn tránh trách nhiệm được. Ông Nguyễn Viết Dũng xin lỗi Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam và tự nhận thức rằng tôi thật sự hối tiếc vì hành động của mình đã gây ra cho chị N.A.L. cũng như làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đương nhiên, ông Dũng đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam vì khó có thể tưởng tượng được một đại biểu của dân mà phang gậy gốc vào người lao động đang phục vụ mình. Ngày 13 tháng 12, ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết việc đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng vào hôm 6 tháng 12 vừa qua không còn là vấn đề của riêng cá nhân của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng nữa. Việc hành hung người của ông Dũng bây giờ là vấn đề tư cách đạo đức người đại biểu, nên trách nhiệm là của Hội đồng Nhân dân tỉnh phải làm sáng tỏ, kỹ lưỡng để xử lý đúng pháp luật và trả lời với cử tri, nhân dân, dư luận. Cứ làm sáng tỏ thêm sự việc, còn hành vi đánh nhân viên bằng gậy gốc của ông Dũng thì ông đã thừa nhận rồi. Nhưng ông Nguyễn Viết Dũng không nên đợi Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam xử lý, mà nên chủ động xin thôi cái ghế ông hội đồng của mình. Đại biểu của dân thì không thể đánh dân được. Không có lời nào có thể bào chữa cho hành động này. Doanh nghiệp bức xúc vì tín dụng đen quấy nhiễu. Thưa quý vị, thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết một số trường hợp tín dụng đen lộng hành đến mức doanh nghiệp phải gửi văn bản đề nghị hỗ trợ. Theo đó, ngày 14 tháng 12, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh cho biết đã nhận được văn bản của công ty GP hoạt động sản xuất trong các khu công nghiệp đề nghị hỗ trợ xử lý ngăn chặn các hành động tiêu cực làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động cũng như hình ảnh cá nhân của người lao động trong doanh nghiệp. Nguyên nhân là có nhiều đối tượng đã liên tục sử dụng điện thoại, mạng xã hội, email để quấy rối, đe dọa, bôi nhọ, chửi bới công ty và những cá nhân quản lý cùng người thân nhằm đòi nợ đối với những người lao động đang làm việc mà có nợ những đối tượng này. Cụ thể, các đối tượng này đã liên tục dùng nhiều số điện thoại khác nhau, liên tục gọi đến tổng đài của công ty để đe dọa, chửi bới, làm gián đoạn, ảnh hưởng đến công việc của công ty. Các đối tượng này còn dùng các địa chỉ email liên tục gửi các thư đòi nợ đến tổng giám đốc công ty cũng như các cán bộ quản lý để đe dọa, đòi nợ đối với những người lao động làm việc tại công ty bằng những lời lẽ khó nghe. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng này còn nhắn tin đe dọa tới những cán bộ quản lý, sử dụng hình ảnh cá nhân gia đình của những người này để đăng lên mạng xã hội với mục đích xuyên tạc, bôi nhọ nhằm gây áp lực với những người này. Hành động của các đối tượng này đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt tâm lý của nhiều người lao động của công ty DB. Vì vậy, doanh nghiệp đã có văn bản đề nghị hỗ trợ giải quyết các vấn đề nêu trên. Nhận thấy đây là các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự,
một cách có tổ chức xâm phạm đời tư, vu khống nhục mạ người khác, xâm phạm hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ban quản lý khu công nghiệp đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh, Công an thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các đơn vị chức năng tiến hành điều tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi quấy phá, vi phạm an ninh trật tự và có các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Theo Ban quản lý khu công nghiệp, trên địa bàn tỉnh cũng có một số doanh nghiệp khác cũng đang xảy ra tình trạng tương tự. Và cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên và các hoạt động tương tự khác nhằm đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau thời gian khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giúp doanh nghiệp yên tâm ổn định, phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động, qua đó giữ vững an ninh trật tự trong các khu công nghiệp, đảm bảo môi trường đầu tư của tỉnh. Đồng thời, đề nghị công đoàn các khu công nghiệp tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động nhằm khuyến cáo người lao động tránh các hình thức vay nợ không an toàn, mang đến hệ lụy cho bản thân và cả doanh nghiệp cùng những người không liên quan khác. Người cha thấy con trai đã mất tới đòi tiền công ty Alibaba. Thưa quý vị, gạt nước mắt, ông được trình bày với hội đồng xét xử: "Tôi thay mặt con xin được nhận lại số tiền đã đầu tư." Theo lời dụ dỗ của nhân viên công ty Alibaba, hàng ngàn người đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, bán nhà bán cửa, gia đình ly tán. Nhưng kỳ lạ là phần lớn các nạn nhân vẫn lên tiếng bênh vực Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm. Đứng trước buộc khai báo, nhiều bị hại khẳng định các dự án của công ty Alibaba là có thật, đất là có thật và Nguyễn Thái Luyện không lừa đảo. Chỉ có một số ít người nhận ra được bản chất thật sự của những kẻ lừa đảo. Là bị hại cuối cùng, đối chiếu khoản tiền đã đầu tư vào các dự án của Alibaba trong buổi chiều ngày 13 tháng 12. Ông Vũ Văn Được, 74 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, lật đật ôm sắp hợp đồng đứng lên buộc khai báo, gạt nước mắt. Ông Được nói: "Tôi đại diện cho con trai tôi, con tôi mất 42 ngày rồi, thôi thay mặt con xin được nhận lại số tiền đã đầu tư." Nhắc tới con, ông Được không kìm được nước mắt. Con trai ông là anh Vũ Văn Dê, sinh năm 1978, làm công nhân lái máy xúc, vất vả 20 năm trời, anh tiết kiệm được hơn 1,3 tỷ đồng. Thế cứ trông chờ vào đồng lương công nhân sẽ không thể khấm khá được, nên anh Dê đã tìm hiểu về đầu tư bất động sản. Đúng lúc này, anh thấy công ty Alibaba quảng cáo với các dự án rầm rộ khắp nơi nên tới tìm hiểu. Rất nhanh sau đó, nhân viên công ty này liên tục tiếp cận, giới thiệu các dự án với cái giá siêu rẻ và hứa sẽ trả lãi, thu mua lại với cái giá cao. Ông Được kể lại như sau: "Còn tôi không am hiểu về bất động sản nên nhờ tôi đi xem cùng. Tuy nhiên khi tới các dự án của công ty Alibaba, tôi thấy rất hoài nghi vì toàn bộ những dự án này là đất trống, không có hạ tầng, không có nhà như quảng cáo. Tôi khuyên con tôi không nên mua. Thế nhưng khi về nhà, nhân viên công ty liên tục gọi điện hối thúc mua. Lúc này con tôi nói, mấy nghìn người mua không sao, mình sợ gì và mang 1,3 tỷ đồng đi mua 8 lô đất ở các dự án." Chỉ vài tháng sau khi anh Dê trả tiền mua đất của công ty Alibaba, chưa kịp hưởng đồng lãi nào thì Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm đã bị bắt. Vài tháng sau, anh Dê bất ngờ phát hiện mình bị suy thận với những biến chứng hiếm gặp. Chỉ có 15-20 ca trên thế giới. Để chữa bệnh cho anh Dê, gia đình đã dốc hết tiền bạc đi vay mượn, số tiền lên tới gần 1 tỷ đồng, nhưng cũng không giữ được mạng sống cho anh. Khi anh Dê qua đời cũng là lúc gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Nhiều lúc, ông Được tính tới việc bán nhà của con trai để trả nợ, nhưng nghĩ tới lời trăn trối của anh Dê giáng giữ lấy nhà cho con anh, ông lại không đành lòng. Ông Được nghẹn giọng kể: "Trước khi qua đời, con tôi vẫn nhắc tôi, tiền mồ hôi nước mắt của con nằm trong tay họ, bà cố gắng theo đuổi." Ông Được chỉ mong được nhận lại số tiền mà con trai chất đầu tư vào các dự án của Alibaba để lo cho cháu nội. Sẽ có phao cứu sinh cho trái phiếu doanh nghiệp. Thưa quý vị, nếu đề xuất kéo dài kỳ hạn trái phiếu thêm 2 năm của Bộ Tài chính được chấp thuận, nó sẽ như một chiếc phao cứu sinh cho trái phiếu doanh nghiệp đang đến giai đoạn nước rút đáo hạn. Kéo dài với thời gian 2 năm đối với kỳ hạn trái phiếu là một trong 5 giải pháp tại một dự thảo nghị định sửa đổi về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp vừa trình chính phủ. Theo đó, doanh nghiệp được phép thay đổi kỳ hạn, hoán đổi trái phiếu đã phát hành với tối đa 2 năm so với phương án đã công bố cho các nhà đầu tư. Phải mở ngoặc, theo quy định hiện hành, doanh nghiệp không được phép thay đổi kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành. Việc cho phép doanh nghiệp thay đổi kỳ hạn trái phiếu giống như cho họ một liều thuốc, một giải pháp thời gian vậy.
144.500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn với 43,2% là trái phiếu bất động sản. Trong 2 năm tới có thêm 271.400 tỷ và 329.500 tỷ đáo hạn. Những con số rất lớn, rất khủng và đối với doanh nghiệp phát hành tại thời điểm này. Nói đó là cái hố hay bức tường đều đúng. 2022 là thời điểm đáo hạn của những trái phiếu kỳ hạn 3-4 năm phát hành trong giai đoạn 2018-2019. Thông thường các doanh nghiệp sẽ huy động mới để tất toán các khoản đến hạn. Nhưng nhìn chỉ số tăng trưởng trái phiếu doanh nghiệp hiện nay cho thấy việc huy động mới là gần như bất khả thi. Bởi sau 3 năm liên tục tăng trưởng, tổng giá trị phát hành lũy kế đến tháng 9 năm nay chỉ còn 248.000 tỷ đồng, giảm tới 43% và càng cuối năm càng không thể phát hành mới. Cũng không thể không nói đến sức ép từ việc doanh nghiệp đang phải mua lại trái phiếu trước hạn với quy mô mua trước hạn lên tới 135.000 tỷ đồng. Đó cũng chính là chỉ dấu cho thấy đang có sự khủng hoảng niềm tin từ các nhà đầu tư sau những biến động lên thị trường trái phiếu. Để doanh nghiệp không đụng tường khi thời hạn đáo hạn trái phiếu cận kề, giải pháp thời gian rõ ràng là một chiếc phao cứu sinh thật sự. Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có công điện yêu cầu đánh giá cụ thể khả năng thanh toán, chi trả đặc biệt đối với các trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2022 và 2023. Để vừa đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của nhà đầu tư, vừa đảm bảo thị trường trái phiếu hoạt động an toàn, lành mạnh và bền vững. Công điện giống như phát đi một tín hiệu về sự quan tâm của Chính phủ, quyết không để thị trường trái phiếu đổ vỡ, có giá trị rất lớn về mặt niềm tin, thời gian và niềm tin của nhà đầu tư, những thứ còn cần hơn cả tiền, thứ mà có tiền cũng không dễ mua.